Ai là người giàu có? Một người làm ra 100.000 đô la một năm hay là một người làm ra chỉ có 40.000 đô la một năm thôi? Mình tên là Daniel, tới từ Tiền Academy, kênh về đầu tư, tư vấn doanh nghiệp hay nhất tại Việt Nam. Thì đây mình có hai người, người A và người B. Người A làm 100.000 một năm, người B làm 40.000 một năm. Thì đặt ra câu hỏi, mình đặt ra câu hỏi là ai là trở thành người giàu có? Và cái câu trả lời của mình là cái người nào tiết kiệm được nhiều hơn là người trở thành người giàu có. Không quan trọng cái đồng tiền mình làm ra bao nhiêu một năm, nếu mình xài nó hết. Nếu mình làm ra 100.000 nhưng mà mình xài tới 101 lần, mình làm ra 100.000 mà mình xài tới 100.000 lần, thì cuối cùng kết thúc cuộc năm thì mình cũng có trở thành con số 0, hay là nhiều lúc mình còn nợ người ta nữa. Mà cái người 40.000 đó, người ta trang trải cuộc sống của người ta với 30.000 và cuối năm người ta còn 10.000 để đem tiền đó đi đầu tư, thì cái người đó là cái người thành công. Cái người thành công là cái người tiết kiệm được, chứ không phải là cái người làm được nhiều tiền hơn. Một cái sự đơn giản vậy, nhưng rất là nhiều người ta sẽ không hiểu. Người ta thấy ô, cái anh đó ảnh làm bác sĩ, anh làm pharmacist, người bán thuốc, và cái người kia thì chỉ làm hãng không thôi. Ok. Và người ta có người nghĩ rằng là ok, cái anh rõ ràng cái anh bán thuốc là anh rõ ràng phải giàu có hơn, nhưng mà chưa chắc. Cái người nào là cái người tiết kiệm được nhiều nhất là cái người đó là người thành công. Nếu người ta biết đầu tư. Chứ nhiều lúc mình ra đường mình thấy có những người lái những cái xe tới 100.000, 200.000 đô, đúng không? Thì với cái thước đo của xã hội thì mình lấy cái thước đo đó ra mình đo, ồ chắc thằng này là rất là, người này rất là giàu có, đúng không? Nhưng mà chưa chắc. Có thể là cái người kia đang lái cái xe Toyota cũ. Người kia người ta biết tính toán cái con số. Người ta mua cái xe vài ngàn, người ta để chạy thôi, điểm A từ tới điểm B thôi. Còn bao nhiêu tiền của người ta đó, người ta lấy đi, người ta đầu tư để sinh lời. Để những ngày tháng năm tới đây, người ta có thể được có tự do tài chính và không cần làm bất cứ một điều gì trên thế gian này mà vẫn sống phà phà. Nó là vậy. Nên nhiều lúc mình dùng cái thước đo của xã hội, mình nên ra mình đo lường. Giống như mình dùng cái thước đo của xã hội là có rất là nhiều người như trên mạng xã hội là cứ ăn no, cứ đem vàng ra khoe, đúng không? Tỷ này tỷ nọ, họ tiền cọc. Ok, nói mà hôm nay mình sẽ đi tới nhà băng rút bao nhiêu chục tỷ, trăm tỷ đó để đem đi đầu tư. Ok, những cái người nào mà càng khoe khoang thì là những cái người có những gì đang giấu, hay là bạn phải đặt ra những câu hỏi tại sao người ta khoe khoang như vậy. Ok, những cái người có của cải thì thường thường người ta sẽ không khoe khoang. Ok, riêng trong gia đình của Daniel, cái này là gia đình của Daniel nha. Ok, có những bà chị ông anh lúc nào cũng bận đồ á, rách hết á, giống như ra đường á bận cái áo vậy đó, mà nó màu trắng nó thành màu vàng luôn rồi, mà rách tà le hết. Ok, mang thì mang dép lạp, nhưng mà lúc mà bạn tới nhà người ta đó thì người ta ở nhà ngay bây giờ khoảng so sánh là khoảng vài triệu đô la, nhưng mà ra đường á nhìn giống như một người siêng năng vậy đó. Ok, bởi vì lúc người ta có tiền cũ rồi đó, người ta không quan tâm tới bên ngoài nữa mà người ta chỉ quan tâm tới bên trong nhiều hơn. Còn những cái người mà không có tiền thì lúc nào bạn đi ra ngoài đường, đúng không? Nếu mà ngày nào cũng vậy, giống như người ta bận đồ vest, hay là ở Việt Nam thì chuyên gia cái dạng mà giống như đeo cái đồng hồ mà tròn tròn rồi đeo vàng đồ đó. Ok, thì những người đó thì thường những cái người đó là người ta, mình nói không nói số là hết 100%, nhưng mà số lượng nhiều là người ta đang theo đuổi một gì đó. Người ta bận những đồ vest này và đeo sợi dây chuyền này và đeo cái đồng hồ này để chứng tỏ mình. Nếu mình không có bên trong thì mình mới đi chứng tỏ mình. Còn bên trong và tất cả mọi thứ mình đã có rồi thì mình không có cần chứng tỏ cho ai thấy hết á. Ok, mình biết mình không cần chứng tỏ. Thì nó hơi ngược ngạo lại cái thước đo của xã hội. Thước đo xã hội. Mình tên là Daniel, tới từ Tiền Academy, kênh về đầu tư, tư vấn, doanh nghiệp hay nhất tại Việt Nam. Xin chào mọi người.